6 giờ 9 phút thứ sáu ngày 29 tháng 1. Giờ nhìn vô cái biểu đồ này thì bên M5 chưa thấy gì đâu. Muốn nhìn qua bên M15 thì thấy khả năng đó, tăng lên. Nhìn M30 thì thấy xuống nó cũng khó, thì khả năng tăng lên nhiều hơn. H1 này thì cũng thấy là tăng chứ không thấy xuống. Cái này là cái kinh nghiệm nhìn nến hồi hồi xưa giờ là vậy, thấy nó tăng. Cái này là nhìn thấy nó tăng này, chứ không nhìn thấy nó giảm. Trên H4 này cũng vậy luôn, cũng nhìn thấy nó tăng chứ không phải giảm. Trên D1, rồi D1 này thì không thấy gì. Trên V kẹp một này thì cũng không thấy gì, nhưng mà trước mắt mấy H4, H1, M30, M15 rồi là đều thấy tăng đó. Rồi nhìn bên sàn bên khác đây, nó cũng tương tự. H4 nhìn thấy nó cũng tăng chứ nó không thấy giảm. Cũng vậy, nó khác, các sàn khác nhau. Cái H4, D1, V1. Rồi sàn mà khác đây, bên này cũng H4 nhìn thấy cũng tăng. H1, M30, M15 nó cũng thấy tăng, đều thấy tăng. Rồi mình nhìn qua cái biểu đồ Kitô đây, nhìn trên cái biểu đồ Kitô, cái đường màu xanh là cái đường ngày hôm nay, nó hôm qua nó vừa chạy rồi hôm bữa nay nó tiếp tục ở đây, đường màu xanh lá cây. Thì cái khả năng thì sáng mấy ngày trước rồi thì nó giảm trước rồi tăng lên, rồi khi mà mấy ngày sau mới nhất này thì giảm giảm cho nên hôm nay cái khả năng mà cái đường màu xanh là đã đi nó tăng lên thì rất cao. Đấy, thì hôm nay cái đường màu xanh này có khả năng là sẽ tăng lên theo cái đường, có theo như cái kinh nghiệm nhìn đó, thì có khả năng là ví dụ giờ sáng vô nó làm sao đó không biết, nhưng mà thế này rồi họ nó cũng có lên cái vùng này. Vùng này là để có quá là nhiều cái vùng 50 đó, qua cái vùng này đây lên đây rồi đây cuối cùng cũng bằng ngày đây cũng có thể được. Rồi cái là nối tiếp qua buổi chiều thì có thể đã bắt đầu từ đây, hoặc là bắt đầu từ từ đây nó tiếp tục cũng là tăng thôi, tăng cuối cùng phải đóng cửa là có thể đóng trong cái khoảng từ sinh dương này tới đây này, là đóng một khoảng giữa này. Là cái đó là cái hình dung, cái tưởng tượng cái đường đi của nó, mà theo cái kinh nghiệm nhìn của nhiều năm nay thông thường thấy nó cũng hay vậy đó. Cho nên giờ thì cũng hình dung tưởng tượng ra là nhìn hoài riết nó quen rồi, nhìn thấy hoài giờ hình dung ra được. Cho nên là sáng nay là cái canh mua rồi, cho nên nó lên tới cái vùng 5x đó, thì chưa chắc đã canh bán nữa. Có thể là cái này nó giảm cái cú này rồi xuống đang đóng cửa. Thì mục đích của là ngày hôm nay là ngày thứ sáu rồi, cũng là ngày cuối tháng nữa, vừa đóng nến tuần vừa đóng nến tháng, cho nên là nó giảm xuống đây để nó đóng ngày hôm nay thứ sáu là nó sẽ đóng tuần đóng tháng, cho nên là nó giảm xuống mục đích để đóng nến đó. Đóng nến rồi cái nến sau là nó sẽ có tăng lên tiếp, cái nến tháng sau tuần sau
có thể là nó sẽ tăng tiếp đến là để nó tạo râu của đến tuần đến tháng. Cái này là theo những cái kinh nghiệm nhìn suy xét các loại biểu đồ nhiều năm nay thì gợi ý như vậy, anh em cứ coi theo dõi thử sao.